Cuối tuần vừa rồi thì thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản ông Ueda Kazuo đã có những bình luận chính sách làm dấy lên hy vọng rằng Nhật Bản có thể sẽ sớm bước ra khỏi vùng lãi suất âm và đồng yên Nhật ngay lập tức đã phục hồi đáng kể sau những bình luận trên. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì đồng yên Nhật đã có lúc phục hồi hơn 1% để chạm mốc cao nhất trong một tuần là 145,99 yên đổi 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên sau đó thì đồng tiền này lại giảm nhẹ ở mốc 146 đến 147 yên đổi 1 đô la Mỹ, chỉ cho thấy đồng yên Nhật đã mất giá khá đáng kể so với các đồng tiền khác. Nếu tính từ đầu năm thì yên đã mất giá hơn 9% so với đô la Mỹ và thậm chí còn giảm nhiều hơn so với các đồng euro, bảng Anh và franc của Thụy Sĩ. Ngày 6 tháng 9 vừa rồi thì đồng yên thậm chí có lúc đã giảm tới mức 147 yên đổi 1 đô la Mỹ, là mức thấp nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây. Những bình luận của thống đốc BOJ thì hôm qua được cho là một hình thái can thiệp của chính phủ Nhật nhằm ngăn đà trượt giá của đồng tiền này. Vâng, đồng yên thì là đồng tiền mà được giao dịch nhiều thứ ba ở trên thế giới chỉ sau đồng euro và đồng đô la Mỹ. Thì điều này cũng cho thấy rằng là đồng yên có một vai trò rất là quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Thì không biết là với cái lần thay đổi này của đồng yên thì nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với doanh nghiệp Nhật Bản hoặc là đối với trên thế giới, chị Kim ơi? Vâng, thứ nhất là đồng yên lên xuống giá thì có thể tác động tới lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Có thể nhìn vào những tên tuổi như là Toyota hay Honda chẳng hạn. Họ là những công ty xuất khẩu lớn, khi chuyển doanh thu từ các thị trường nước ngoài về nước thì họ sẽ đổi sang được lượng nội tệ lớn hơn. Đồng yên yếu thì cũng sẽ giúp cho Nhật Bản thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào thị trường chứng khoán nước này trong năm nay. Và tờ báo Quartz thì đăng bài đồng yên yếu sẽ trở thành phao cứu sinh cho các doanh nghiệp ô tô của Nhật Bản đang chật vật ở thị trường Trung Quốc. Theo đó thì đồng nội tệ yếu cho phép các doanh nghiệp này giảm giá thành sản phẩm khi bán ở thị trường nước ngoài, giúp tăng sức cạnh tranh. Nhưng mà ở chiều ngược lại thì sao? Đồng yên mất giá so với các đồng tiền tệ khác thì đã tạo ra gánh nặng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt là khi Nhật Bản lại là quốc gia nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm hay là phân bón nông nghiệp. Và cuối cùng là gây áp lực cho người tiêu dùng tại nước này, trong đó có cả cộng đồng công dân của Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Từ đầu năm tới giờ, đồng yên Nhật trượt giá đã đẩy giá thịt, trái cây và rau nhập khẩu tại Nhật Bản tăng khá cao. Thậm chí cả các mặt hàng sản xuất nội địa cũng đắt hơn vì phân bón thường phải nhập khẩu. Điều này khiến nhiều chủ doanh nghiệp tại Nhật Bản phải đau đầu vì bài toán cân đối giá cả cũng như đắn đo về việc tăng lương định kỳ cho nhân viên. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt khách hàng và thông báo là sẽ tăng giá hàng hóa và kể cả việc tăng lương cơ bản cho nhân viên nữa, dù rất muốn nhưng lực bất tòng tâm. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản ISA, hiện có gần 490.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đồng yên trượt giá cũng ảnh hưởng phần nào tới thu nhập và những khoản dành dụm của họ. Trong bối cảnh đồng yên vẫn đang neo ở mức thấp so với đồng đô la Mỹ, thì cộng đồng người Việt tại Nhật có thể tìm sự trợ giúp từ các doanh nghiệp tiếp nhận và cơ quan chức năng hai nước. Các bạn có thể giữ tiền yên trong tài khoản của mình và đợi khi có tỷ giá cao, tỷ giá tốt thì chúng ta có thể đổi tiền và gửi về Việt Nam cho gia đình của mình. Nếu như các bạn gặp những khó khăn, cần trao đổi để có những lời khuyên và những lời tư vấn kịp thời bất kể khi nào các bạn cần chúng tôi. Trong những năm gần đây, Nhật Bản càng ngày càng đa dạng các mặt hàng nhập khẩu, bao gồm cả điện thoại thông minh, máy tính hay thiết bị dùng trong gia đình. Đồng yên mất giá, thêm chi phí năng lượng tăng nên càng tạo thêm áp lực cho túi tiền của người tiêu dùng tại nước này. Tôi nghĩ là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà những nhà giao dịch tiền tệ hỏi mỗi ngày ở trong cái thời điểm hiện tại đó là lãi suất sẽ đi về đâu liên quan đến câu chuyện của đồng yên tăng giảm. Thì ở góc nhìn của chị thấy như nào? Đây chính xác là câu hỏi mà hàng ngày các nhà giao dịch tiền tệ đang hỏi và các nhà đầu tư cũng đang rất là quan tâm, bởi đây là yếu tố then chốt để họ dự đoán là đồng yên sẽ tăng hay là giảm giá từ giờ đến cuối năm. Và đây sẽ là tham khảo của một số chuyên gia. Những phát biểu mới đây của thống đốc BOJ đã đánh dấu khả năng xoay trục khỏi chính sách lãi suất âm của Nhật Bản. Kèm theo đó là triển vọng đồng yên sẽ phục hồi vào cuối năm nay. Ông Ueda cũng nói thêm rằng mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng này đã nằm trong tầm ngắm và cho phép BOJ bắt đầu xem xét chính sách thắt chặt. Một chiến lược gia tiền tệ tại Resona Bank dự báo lãi suất âm sẽ chấm dứt trong quý 1 năm 2024. Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ cũng đã có động thái sụt giảm vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu hôm thứ Hai, rút lui khỏi mức cao nhất trong vòng 6 tháng.
Tuy nhiên, với việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn trên 4%, thì chuyên gia này cho rằng xu hướng của đồng yên sẽ rất khó đảo ngược nếu chỉ dựa vào những đồn đoán về chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Và nếu nhìn vào xu hướng chung, thì kể từ đầu năm 2021 đến nay, tỷ giá đồng yên liên tục sụt giảm khi so sánh với đồng đô la Mỹ, thậm chí có lúc mất tới hơn 30% giá trị. Vì thế, theo trang Yahoo Finance nhận định, trừ khi có những thay đổi chính sách rõ rệt từ phía Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, thì đồng yên vẫn khó mà lội ngược dòng trong năm nay. Còn về phía giới chức Nhật, có thể thấy sự can thiệp mạnh tay sẽ chỉ xuất hiện khi đồng yên có những biến động quá đột ngột với biên độ lớn. Ví dụ như vào năm ngoái, thời điểm tỷ giá đồng yên so với đô la Mỹ sụt tới 1 yên chỉ trong một đêm, khiến Nhật Bản đã phải chi khoảng 62 tỷ đô la để can thiệp hỗ trợ đồng nội tệ.